chị hả? Ủa cái này là mình thả dây xuống chi vậy chị Lệ? À, cái giai đoạn này nè là mình đang thả dây như thế này, mình bắt cái dưa vô để cho khi mà nó bò lên á thì mình bắt đầu mình quấn cho nó đi theo cái dây này. Thì nó nương theo đây, nó đi đường thẳng lên vậy. Lên cái sợi dây này để nó đừng có sập vàng đúng không? Không phải. Nặng quá mà. Để anh Linh thấy là dưa này á, nó cũng như là mình xây nhà vậy đó. Mình xây cái tầng trệt thì nó diện tích nó chiếm nhiều hơn. Thì đây là dây này mình cho nó lên đây giống như là lên nhà lầu rồi còn gì nữa. Thì cái diện tích mình nó giảm được từ 50 cho tới 70% cái so với trồng ngoài đồng ruộng.